Ngày 20 tháng 5 năm 2024, hình ảnh tư liệu khách muốn sử dụng dịch vụ nâng mũi tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwoo, mong muốn sẽ có một chiếc mũi hài hòa với gương mặt. Em ơi, em thấy cái sương mũi mình là muốn cái dáng mũi sao em? Tự nhiên. Là tự nhiên đấy ha. Cái mặt của bạn này á là nhìn là khá là cân đối này ha. Là tự nhiên này, lát nữa bác sĩ sẽ dựng cho em một cái chỗ mũi lên này. Em chân tay dựng cái chỗ mũi, làm cái mũi này cho nó cao lên chút xíu thôi. Trong cái phần sóng mũi này làm nó thấp từ phần hai góc mắt, có độ lai nhẹ từ phần góc mũi đến cái phần đỉnh mũi, cái đầu mũi thì đắp một ít sừng tai cho nó tròn, nó đầy lên là nó đẹp luôn.